Xin chào các bạn, đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đen, một chiếc xe luôn nằm trong top đầu những chiếc sedan hạng B bán chạy top 10 xe các tháng. Thì hôm nay mình trong video này thì mình xin giới thiệu là về tổng quan những cái ưu điểm của Hyundai Accent và chính sách giá bán trong tháng 10, tháng 11 cũng như là lượng xe, màu xe sẵn giao cho các bạn nắm được để cập nhật thêm thông tin để có những cái sự lựa chọn chính xác. Thì về tổng quan thì Accent với thiết kế ngoại thất mang phong cách trẻ trung và không kém phần năng động thể thao, với cụm đèn trước là đèn projector đấy, dạng bóng chiếu, nhưng mà đèn là halogen, có đèn hỗ trợ vào cua, đèn chiếu góc, cản trước là mạ chrome. Đến phần thân xe thì các bạn có thể thấy là tay nắm cửa xe được mạ chrome này, rồi la răng thì cũng là la răng 16 inch cho bản đặc biệt, và bản tiêu chuẩn là la răng 15 inch. Phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu. Đấy, cụm đèn hậu dạng LED kèm cam lùi này, 4 cảm biến lùi, và cốp thì là mở bằng nút bấm. Cốp này thì cũng được trang bị những tính năng mở cốp tự động khi mà các bạn cài đặt. Đi ra đằng sau cốp 3 giây thì chiếc cốp sẽ tự động mở ra. Thì vào phần nội thất thì trên phiên bản Accent đặc biệt thì số túi khí là 6 túi, và có những cái công nghệ nổi bật trong phân khúc xe hạng B, đó là ga tự động cruise control này, rồi gương chiếu trong chống chói tự động, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa, hàng ghế phía sau và ghế là ghế da. Thì về cái chính sách giá bán thì hiện tại Hyundai Accent bản đặc biệt và bản đặc biệt tự động và tiêu chuẩn tự động thì cũng đang được giảm giá khá là nhiều, từ 10 đến 15 triệu kèm những cái khuyến mại chính hãng như là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, mình bảo hành 10 năm, chải sàn da và bọc vô lăng. Về màu xe thì các bạn có thể thấy là như màu đen này thì cũng là sẵn xe giao ngay này, Accent đặc biệt đen sẵn xe giao ngay, Accent đặc biệt màu đỏ, rồi trắng lúc là tới mình cũng sẽ về nhiều xe hơn. Còn bản Accent tiêu chuẩn thì tự động thì là cũng có sẵn dao màu trắng, đỏ đen cũng đang về rồi. Thì nói chung là trong cái thị trường của tháng 10 và tháng 11 này thì Hyundai Accent thường sẽ không thiếu hàng, chỉ có thiếu phiên bản số sàn bản bay hoặc là số sàn bản đủ là ít xe hơn thôi. Về chính sách trả góp thì hiện tại thì mình cũng đang hỗ trợ khách hàng vay từ tối đa là 80% giá trị xe, và thời gian tối đa vay lên đến tận 8 năm. Đó. Thì các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về Hyundai Accent và riêng và đặc biệt là trên phiên bản đặc biệt thì xin vòng liên hệ với cả số điện thoại mình để trên màn hình. Mình là Tuyền ở Hyundai Bắc Ninh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.